mẹ ai đã bán đi, gia tài của mẹ còn lại những gì? Hoàn Trường Sa này sẽ về đâu? Rừng Trường Sơn này có còn không? 40 năm nhìn thấy những gì? Một chính quyền kết cấu lừa dân, vùng lên vùng. Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Dạ, vừa rồi TV có xem cái đoạn video của Đài Á Châu Tự Do. Thì Đài Á Châu Tự Do thì trong lúc mà quay trực tiếp nha, quay trực tiếp của Đài VTV One đó, thì nó có một cái điểm lạ. Một cái điểm lạ đó là quý anh chị em thấy cái hình ảnh không? Hiện tại quý anh chị em thấy hình ảnh cái chữ G đó ở trên cái hàng chữ mà vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang. Thì chữ G nó sắp sửa nó rớt nè, nó đang trong cái vị trí mà không có thứ tự đó, thì nó đang trong cái vị trí chuẩn bị rớt đó. Quý anh chị em thấy chữ G không? Vô cùng ha, chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang này, cái chữ cùng đó, thì chữ G nó sắp sửa nó rớt xuống. Thì quý anh chị em tiếp tục ha, để cho TV mở cái video clip để quý anh chị em thấy nha. Đó, đây, chữ G nó rớt xuống rồi phải không? Thành ra đó, quý chị em thấy cái chữ vô cùng nó biến thành là vô cùng. Thì mình nghĩ rằng đó là cái đảng Cộng sản này nó đã cùn rồi. Nó không có cái gì mà sắc sỡ rực rỡ nữa, nó cùn rồi. Nó không phải là những cái lời mà thô bỉ như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó đã từng gọi là lên tiếng đây là thời đại rực rỡ nhất của đất nước Việt Nam ta. Chính ông Nguyễn Phú Trọng mà ông nói láo như vậy, làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận được? Làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận được trong khi đó cái xã hội nó trở thành một xã hội người Việt giết người Việt, một cái xã hội vô cùng là bất công, người dân oan gọi là biểu tình khắp nơi, đồng bào xuống đường biểu tình khắp nơi, mà nó cho rằng đó là một cái xã hội rực rỡ nhất. Trong khi đó, người Việt giết người Việt bằng đầu độc với nhau, lẫn nhau. Không? Người mà làm cà phê thì làm bằng cà phê pin con ó, cà phê pin để mà giết người khác. Người mà thì bán chợ thì bán cá bán tôm thì chích vào những cái mũi thuốc độc vào những con cá, con tôm để giữ cho nó tươi, để mà bán cho nó có được nhiều tiền. Rồi người thì trồng rau, trồng quả thì lại là ngâm với hóa chất. Trái cây nào cũng ngâm với hóa chất. Thì thử hỏi, làm sao mà người dân có thể sống được? Làm sao mà dân tộc Việt Nam mà trường tồn được? Rồi giặc tàu thì nó xâm chiếm khắp nơi, thấy không? Rồi nó được xài tiền của tiền tàu, tiền của Trung Quốc,
ở trên lãnh thổ cái đất nước của mình, rồi nó dâng đất dâng biển cho giặc Tàu, nó đưa ba cái đặc khu cho giặc Tàu, rồi mất Hoàng Sa, Trường Sa, rồi mất Ải Nam Quan, thất Bản Dốc, đủ thứ vấn nạn xảy ra. Rồi nó bắt người dân Việt phải học chữ Tàu, rồi nó còn đổi thay, đổi cả ngôn ngữ Việt Nam để mà trở thành một cái ngôn ngữ lạ, một ngôn ngữ xa lạ mà người Việt không có thể nào mà đánh dần được, để không thể nào mà hiểu được cái, một cái ngôn ngữ lạ, là bắt người, mọi người dân phải học cái ngôn ngữ lạ. Làm sao mà chúng ta chấp nhận được, thưa quý anh chị em? Thành ra hôm nay đó, TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái điểm mà chữ G này nó rớt xuống. Khi mà nó rớt xuống rồi á, thì đối với TV 256 đó, chữ G này đó, nói là giờ, là cái giờ, giờ gì á, cái giờ mà, giờ mà sụp đổ của chế độ cộng sản đã đến. Giờ là giờ thứ 25. Giờ thứ 25 là giờ mà lịch sử sẽ sang trang. Và giờ, và chữ G này đó là giết. Nó nguy hiểm lắm đó, thưa quý anh chị em. Giết có nghĩa là tiêu diệt cái chế độ cộng sản. Thành ra tất cả những ai gọi là đảng viên đảng cộng sản, hãy từ bỏ nó, trở về với nhân dân để bảo vệ được gia đình mình. Đó là những lời mà TV thiết tha kêu gọi đến các anh đã từng lỡ mà theo cộng sản, phải biết hối hận, quay về, trở về với nhân dân, đừng đàn áp với nhân dân nữa. Và TV nói thêm đó, quý anh chị em thấy cái bức màn đen đây, cái bức màn đen đây đó, thì đằng sau phía bức màn đen nó lộ ra những cái điều xấu xa đây. Đây là cũng là một cái điểm. Quý anh chị em thấy sau bức màn đen không? Nó liệu lộ ra những điều xấu xa mà những tên cộng sản gọi là giấu không được. Nó lộ ra hiển hiện cho chúng ta thấy. Thấy không? Thì đó cũng là một cái điểm. Và hôm qua đây, TV256 có làm một cái video clip về cái hai cái câu thơ Sấm Trạng Trình. Hai cái câu thơ Sấm Trạng Trình đó, thì nếu anh quý anh chị em có thể tìm lại cái video hôm qua thì để coi cái hai cái câu thơ Sấm Trạng Trình đó, cũng nói về cái sự ra đi của ông Trần Đại Quang. Hai cái câu thơ Sấm Trạng Trình đó bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai là vào năm 2016, đã cảnh cáo rồi, thì ngày hôm nay nó ứng nghiệm nó ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang. Thành ra đó, quý anh chị em đó, hãy tin đi, chắc chắn cái chế độ này nó sẽ sụp đổ. Rồi hôm qua đó, trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã vạch trần những tội ác của những cái chế độ theo cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc có biết bao nhiêu quốc gia tham dự. Và cái ý ổng đó là cần phải tiêu diệt những cái chế độ đó. Ổng nói thẳng như vậy.
thì quý anh chị em tin đi. Đó là những điều mà TV256 hằng mơ ước. TV256 hằng mơ ước không phải là giống như những điều giống như Obama mà nói đâu. Obama kêu rằng người dân Việt Nam hãy đứng lên bằng cái đôi chân của mình. Nhưng mà TV hoàn toàn không đồng ý điều đó. Người dân Việt Nam của mình đứng bằng đôi chân của mình mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà cái đảng Cộng sản này nó tàn ác vô song. Thành ra TV cũng không cần nước Mỹ phải trợ giúp người Việt Nam. Nhưng mà TV cũng muốn rằng nước Mỹ phải nói lên, dám nói lên sự thật. Nước Mỹ cần phải dám nói lên sự thật thì mới giải quyết được vấn đề Việt Nam. Giống như Tổng thống Trump, giống như Tổng thống Trump không cần phải giúp đỡ người Việt Nam, không cần phải đem quân đến người Việt Nam. Nhưng mà Tổng thống Trump dám nói lên sự thật, chứ không phải giống như tên Obama. Obama về Việt Nam tiếp xúc những 16 nhà dân chủ Việt Nam, Việt Cộng cấm cản không cho đi, Obama không dám nói một tiếng. TV không có chấp nhận cái hành động mà hèn nhát của Obama. TV muốn người tổng thống dám nói lên sự thật. Giống như trường hợp anh Nguyễn Văn Hải điếu cày, Obama xin thả tù cho anh Nguyễn Văn Hải vì biết anh Nguyễn Văn Hải vô tội. Cộng sản không thả, Obama cũng chẳng dám nói gì. Obama lệ về Việt Nam có nhiều điều Obama không dám làm, mà cộng sản nó gian manh như vậy Obama cũng không dám nói. Đồng ý là người Việt Nam phải đứng trên đôi chân của mình, nhưng mà Obama hèn nhát không dám lên án những cái tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi ông Trump dám làm điều đó, dám lên tiếng trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đảng Cộng sản xã hội chủ nghĩa là những cái chế độ tội ác. Thì TV nghĩ chỉ cần một tiếng nói đó thôi thì cái sức mạnh, cái lòng dân sẽ có thể tiêu diệt được cái chế độ này, sẽ làm cho sụp đổ cái chế độ này. Và hôm nay TV phải lên tiếng. Và TV tiếp tục quý anh chị em xem cái đoạn video clip này nhé. Đó, cái đây, nó rớt xuống đất đây nè.